Rồi, xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Gia Meda và mình là Thế Anh. Các bạn thân mến, thì ở video clip ngày hôm nay thì Thế Anh muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các fan hâm mộ, những người đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi kênh, để giúp kênh ngày càng phát triển hơn. Thì Thế Anh có một cái tin vui cùng chia sẻ với các bạn về cái kênh của chúng ta. Thì cái kênh của mình hiện giờ là đã đạt đủ cái chuẩn bị đủ cái điều kiện để bật kiếm tiền nha các bạn. Thì cái sub đăng ký thì đến thời điểm này là 1900 mấy, coi như là gần 2000 sub đăng ký. Và cái giờ xem là 5.000 mấy, gần 6.000 giờ xem. Như vậy là trên cơ bản là chúng ta đã đủ cái điều kiện bật kiếm tiền. Và như vậy thì coi như là chúng ta chỉ đợi một cái tin nhắn, một cái email từ YouTube gửi đến cho Hoàng Gia Meda. Vậy thì lúc đó thì Hoàng Gia Meda sẽ có thể là có đủ cái điều kiện để kiếm tiền. Để... cái thời gian sắp tới thì Hoàng Gia Meda sẽ có những cái khoản chi phí để mà đầu tư cho kênh ngày một tốt hơn, để giúp cho kênh có một cái chất lượng tốt hơn để phục vụ đến tất cả các bạn, các anh chị cũng như là tất cả các học sinh. Thì được cái điều như ngày hôm nay thì Thế Anh cũng xin thay mặt Hoàng Gia Meda xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các fan, những bạn đã luôn luôn kề vai sát cánh bên kênh Hoàng Gia Meda. Còn đối với những bạn mà có những cái suy nghĩ gọi là nói là một số bạn có ý nghĩ là chưa có thích kênh Hoàng Gia Meda, thì Hoàng Gia Meda cũng xin trân trọng những cái ý kiến của các bạn. Thì những bạn không thích thì các bạn cũng có cái lý do của riêng mình. Thì các bạn cũng có nêu ra một số cái hạn chế của kênh. Thì dựa trên đó thì Hoàng Gia Meda sẽ cố gắng để khắc phục những cái khuyết điểm, những hạn chế để nhằm giúp cho kênh phát triển hơn. Dù thế nào đi nữa thì Thế Anh vẫn cảm ơn những bạn like và những bạn là dislike kênh. Bởi vì các bạn thích thì giúp cho kênh có những động lực để phát triển kênh. Còn những bạn không thích thì các bạn nêu ra những khuyết điểm hạn chế. Thì Hoàng Gia Meda cũng sẽ xem xét để coi mình va chạm những cái hạn chế như thế nào để mình chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Cũng rất mong các bạn trong thời gian tới ha sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và có những cái góp ý cho kênh ngày một phát triển hơn. Thì bây giờ có thể là các bạn đang nghỉ ngơi, nghỉ trưa. Thì Thế Anh xin thay mặt kênh Hoàng Gia Meda xin chúc các bạn một buổi trưa thật sự vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy cái sức sống. Chúc các em học sinh có những tháng, có những ngày, có những cái tuần lễ đó ha, chúng ta đang nghỉ học để mà đợi qua cái dịch bệnh Corona. Thì các em trong thời gian này cũng cố gắng ôn bài để mà xem bài lại để mà chúng ta sẽ chuẩn bị đi học. Và có thể năm nay là các em sẽ học luôn mùa hè ha. Thì một mùa hè năm nay là một mùa hè rất là đặc biệt. Thay vì mình ở nhà thì bây giờ năm nay mình sẽ đi chợ trường mình đi học. Tại vì Tết giờ mình nghỉ nhiều rồi, bây giờ mình học bù thì điều đó là bình thường nha các em. Rồi, thầy chúc các em luôn khỏe mạnh, luôn đạt được nhiều cái kết quả tốt cho học tập ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi, chúc các bạn khỏe nha. Rồi, bye bye.